Ngọc Khánh xin kính chào quý cô chú anh chị. Xin mời quý cô chú anh chị cùng tìm hiểu nội dung hôm nay trên kênh VietVision. Nhận diện cảnh giác mưu đồ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của tổ chức khủng bố người thượng Việt Công lý MSFG. Đối tượng cầm đầu Yquin Mdap sinh năm 1992, đây là đối tượng phản động có tư tưởng cực đoan, nhiều lần vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Dù được nhà nước khoan hồng nhiều lần cho cơ hội sửa sai, nhưng với bản chất tráo trở, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cộng với việc ham ăn nhát làm, hắn tiếp tục tái phạm. Năm 2018, trước sự tẩy chay của bà con buôn làng, Yquin Mdap đã lôi kéo vợ con, người thân tìm cách vượt biên sang Thái Lan. Tại đây, hắn đã thành lập tổ chức Người Thượng Việt Công lý. Tại Thái Lan, Yquin cùng vợ đi làm thuê, vợ thì bán nước mía cho người Thái. Thu nhập bình quân mỗi ngày không quá 300 baht một ngày, khoảng 220.000 Việt Nam. Còn hắn thì phụ hồ, không từ bỏ tư tưởng, ảo mộng và đặc biệt là hắn được các tổ chức khác tại Mỹ tài trợ cho tiền. Tháng 7 năm 2019 đã đứng ra thành lập nhóm Người Thượng Việt Công lý cùng với nhóm đối tượng có lịch sử chống đối chính quyền quyết liệt như Yvette Hadou, Yvette Hadou, Aaron Eban, Habab Barong. Dưới vỏ bọc đấu tranh vì công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, chúng đã lôi kéo được hàng chục đối tượng khác tham gia vào MSFG, được tập huấn về xã hội dân sự, đào tạo phương thức hoạt động thông qua các phương tiện họp trực tuyến như GoMeeting, WhatsApp, Signal, tiến hành xây dựng cơ sở ngầm trong nội địa, chỉ đạo trong nước tích cực thu thập thông tin về các vụ việc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong việc thực hiện chính sách của đảng và nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, bóp méo nhằm vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, từ đó kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, tuyên truyền chống phá nhà nước, hạ thấp uy tín Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, kích động, chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh, chia rẽ người Ê Đê với các đồng bào dân tộc khác, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng. Đến khuya ngày 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm người được trang bị vũ trang tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Cư Cu Yên khiến 9 người chết và 2 người bị thương, gây ra nhiều thiệt hại tài sản. Kẻ đứng sau vụ tấn công kinh hoàng chính là Yquin Mdap. Kết quả khai thác từ lời khai các đối tượng tham gia vụ khủng bố cho thấy Yquin Mdap đã nhiều lần trực tiếp liên lạc, hứa hẹn hỗ trợ về tiền bạc, mua vũ khí, chỉ đạo tập hợp lực lượng, phương án hành động cho số đối tượng trong nước, trong đó thường xuyên nhất là Hồ Quỳnh, Eban, Ikram Phúc, Ipa Bà Giá. Từ đầu năm 2023, hắn đã chỉ đạo Hồ Quỳnh, Eban ráo riết tuyển mộ lực lượng gia nhập nhóm lính Đề Ga. Chúng hứa hẹn cho tiền và sẽ được định cư sang Mỹ, Thái Lan cho những ai tham gia. Trước khi thực hiện vụ tấn công, Ipa Bà Giá đã quay clip tuyên thệ. Suốt quá trình thực hiện hành vi khủng bố đều được gửi cho Yquin Mdap. Toàn bộ những kẻ tham gia vụ khủng bố đều nhanh chóng bị bắt và dĩ nhiên chẳng ai được nhận tiền cũng như được sang Mỹ, Thái Lan như lời chúng đã hứa hẹn. Hậu quả sau đó những lời dụ dỗ, hứa hẹn ngon ngọt của Yquin Mdap và tổ chức Người Thượng Việt Công lý. Chúng đã khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về các tội như khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại khoản 1 điều 113 tội khủng bố, quy định tại điểm A khoản 2 điều 299 tội khủng bố, quy định tại các điểm AB khoản 2 điều 299 bộ luật hình sự. Còn Yquin Mdap cùng với 5 đối tượng đang ở nước ngoài gồm Imut Malo, Ibut Eban, Ine Iza, Isid Nie, Ichan Baya truy tố tội khủng bố. Cơ quan an ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 31 tháng 8 năm 2024 vừa qua, Thái Lan đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Yquin Mdap về tội nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành bắt giữ hắn vào ngày 11 tháng 6 năm 2024. Và với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam với Thái Lan, thì tên Yquin Mdap sẽ sớm bị trục xuất khỏi Thái Lan để trả về Việt Nam. Hắn sẽ phải trả giá với các hành vi tội ác mà hắn đã gây ra. Các fanpage Facebook cũng như các trang báo phản động Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Người Thượng Việt Công lý, RFA, VOA liên tục tăng cường đưa tin về vụ việc này.
các trang thông tin trên đã được Bộ Công an liệt vào danh sách khủng bố, phản động, khuyến cáo người dân không theo dõi, tương tác hoặc tin theo, nghe theo các nội dung chúng đăng tải. Xã Cư Bơn, huyện Crong Búc, một trong những địa phương có nhiều đối tượng tham gia nhất trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa Cư Bơn là điểm đánh phá ác liệt của quân địch, bom đạn kẻ thù không khuất phục được ý chí của nhân dân vùng căn cứ Cư Bơn ghi nhận. Những đóng góp của nhân dân và lực lượng vũ trang xã Cư Bơn trong hai cuộc kháng chiến năm 1994, nhà nước phong tặng xã Cư Bơn danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vì thế, quần chúng nhân dân tại Cư Bơn đã vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ, không thể tin rằng địa phương mình lại có nhiều đối tượng tham gia vụ khủng bố như vậy. Trích nguồn phỏng vấn của báo Dân tộc và Phát triển, ông Itum Ayun sinh năm 1956, người có uy tín buôn rơn Ea Túc bảo: Cư Bơn là xã anh hùng, người dân từ trước đến nay yên ổn làm ăn. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, không ai dám nghĩ người dân Cư Bơn lại tham gia vụ việc chấn động như thế. So với trước đây, cuộc sống người dân hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ đường xá đi lại thuận lợi, trường học, trạm xá đầy đủ, điện quốc gia đã đến từng nhà, nước sạch về tận buôn, sản xuất thuận lợi. Vậy mà có những người lại tham gia làm những việc sai trái như vậy. Đến nay, hơn một năm sau vụ khủng bố xảy ra, cuộc sống buôn làng đã trở về quỹ đạo bình thường. Các thân nhân của các đối tượng tham gia vụ khủng bố cũng đã nhận thấy và hiểu rõ hành vi sai trái của người thân mình. Trong cuộc phỏng vấn, các đối tượng trong trại giam gần đây cho thấy các đối tượng tham gia vụ khủng bố đã rất ân hận. Suy cho cùng, chỉ vì nhẹ dạ cả tin đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các tổ chức nước ngoài nói chung, đối tượng Equidap nói riêng, dẫn đến vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Và hiện tại, người khốn khổ cũng chính là vợ con, gia đình của chính bản thân các đối tượng. Nhiều gia đình khi chồng bị bắt thì vợ là người gánh vác trách nhiệm kinh tế nuôi dưỡng con cái. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an để góp phần cùng toàn xã hội xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số các buôn làng yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và chung sức bảo vệ an ninh trật tự. Tháng 3 năm 2024 vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng như Công an các huyện đã tổ chức nhiều chương trình, chính sách tặng quà, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình thân nhân các đối tượng tham gia trong vụ khủng bố. Chính quyền địa phương và công an xã cũng đã ra sức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ bản chất cũng như hành vi sai trái của các đối tượng, khuyến cáo người dân không nghe, tin theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn về những miền đất hứa. Tất cả chỉ là dối trá nhằm đưa đồng bào ta vào con đường sai trái, vi phạm pháp luật. Về mặt tôn giáo, phải khẳng định lại, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bà con chỉ tham gia sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo được Nhà nước công nhận, tuyệt đối không tham gia vào các tổ chức tôn giáo có dấu hiệu chống phá, xuyên tạc Đảng và Nhà nước. Nhìn lại lịch sử kể từ khi thành lập nước vào năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà nước đã luôn rất quan tâm đến vấn đề dân tộc, nỗ lực đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp, đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và được đảm bảo bằng hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Câu nói này được Bác nói tại phát biểu trong Đại hội đại biểu Tổ quốc Việt Nam năm 1961. Bác Hồ đã để lại câu nói sâu sắc và ý nghĩa, đây không chỉ là một lời kêu gọi đơn giản mà còn là minh chứng cho sức mạnh và tầm quan trọng của sự đoàn kết. Vì thế, đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói riêng và toàn thể 54 dân tộc anh em nói chung, chúng ta cần phải tỉnh táo, không nghe theo những lời xúi dục, kích động của các tổ chức phản động lưu vong, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh ngang với cường quốc Nam Châu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong phần tin tiếp theo.